Hello, xin chào thầy các bác đã quay lại với cửa hàng anh Kỳ Audio Tại điều này anh Kỳ sẽ hướng dẫn cho các bác cái tính công suất gần như là tương đối với từng loại cục đẩy mà chúng ta đang sử dụng nhé Thì tránh cái trường hợp là tất cả anh em đang sử dụng cục đẩy khi rất là nhiều lần nghe tất cả cửa hàng hay là tất cả những gì quảng cáo Nhưng mà thực tế nó mang lại có được như vậy hay không hay là chỉ là những cái thông số áo mà chúng ta phải bỏ rất nhiều tiền chúng ta phải đi mua Thì cái video này là ngày hôm nay em sẽ là gần như là thuyết tương đối thuyết tương đối cho anh em để ông ta có thể phân biệt được cục thể ông ta dùng là công suất thực tế của nó dao à, động ở tầm bao nhiêu thì à, cũng là một cách rất là dễ dàng mà gần như là đa số anh em hay à... Um, hay để ý Thì nếu như những bác nào mà mua quen rồi hoặc là biết xem rồi thì chúng ta có thể đoán được uh, qua nội thất của tùy từng loại cụ thôi. Đúng không mọi người? Đó. Nhưng mà nếu như những bác nào chưa biết thì chúng ta có thể là uh, bằng cách là chúng ta có thể là phân biệt bằng đo điện áp uh, D A anh em nhé. Đó. Thì gần như thì uh, uh, khi chúng ta muốn kiểm tra công suất thực tế thì chúng ta có thể cần một đồng hồ. Trong đó là chúng ta có thể là đo được dòng điện AC có nghĩa là dòng điện xoay chiều anh em nhé. Và trong trường hợp chúng ta dùng uh, đo sang uh, DC anh em nhé Đây là điện một chiều cho anh em Đó khi đồng hồ chúng ta chúng ta sẽ đưa về uh, AC Thì chúng ta có thể đưa về 250 Đó với những uh, cục đẩy mà công suất thấp thì chúng ta có thể đưa 50 được Tại vì nói chung là chúng ta nôm na lại chúng ta cứ đưa về 250 Đấy để chúng ta đo uh, cái dòng điện mà cục đẩy Khi nó hoạt động thì nó sẽ đưa ra được bao nhiêu số vôn Và từ số vôn chúng ta có thể quy được công suất của thực tế Uh, của một đẩy đấy là bao nhiêu thì ở đây em đang, sẽ đang ví dụ cho anh em đây là một cụm đấy là b tám thì nếu như anh em nào là hàng bài quen chúng ta có thể đoán được công suất đúng không các bác về nguồn về thông số tụ uh, hay là chúng ta hiệu năng về tính về tụ đây nó đấu nối tiếp như này thì cái số vô nó sẽ nhân lên thì đôi khi chúng ta sẽ đoán được cái điện áp của nó sẽ dao động ở tầm bao nhiêu rồi đó nhưng những bác nào không biết đoán thì chúng ta có thể dùng bằng đồng hồ thì rất là đơn giản chúng ta cứ đấu một tín hiệu uh, lấy nguồn nhạc vào và đằng sau chúng ta À, dùng một giây Đấy. Nhưng mà thay vì là chúng ta cắm vào loa Thì chúng ta sẽ phân ra đó là cực dương cực âm Đó hoặc là không phân cực cũng được tại vì cái này là điện xoay chiều mà anh em thì nói chung là anh em cứ đưa vào như thế này và hai đầu kim đồng hồ anh em nhé hai dây loa ra thì chúng ta đấu vào hai kim đồng hồ đồng thời chúng ta sẽ quay về điện ac được chưa anh em đó, thì bây giờ chúng ta sẽ là bật một bản nhạc ở bất kỳ và công suất chúng ta sẽ đưa lên là maximum của trên cục đấy. Thì cục đấy bao giờ nó sẽ có đèn single và đèn clip được chưa anh em? Thì chúng ta sẽ lấy cái điện thế cao nhất trong ở bản nhạc nó đưa ra công suất nó là nó nó lên là bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy như vậy và chúng ta sẽ có một phép tính toán rất là dễ để chúng ta có thể là mừng tượng được cục đấy này chúng ta là công suất thực tế của nó hoạt động được ở bao nhiêu trong khoảng như vậy. Thì ở đây thì em có thể là bật luôn cục đẩy lên được chưa anh em? Đấy. Thì sau khi chúng ta đợi này, đó chúng ta đợi đây là những cái chúng ta nghe nhạc bình thường này. Nhưng mà khi hoạt động hiệu năng lên này, đó, hiệu năng lên chúng ta cứ bạn maximum anh em nhé Maximum. Thì đồng thời trên đây thì đồng hồ chúng ta cũng sẽ nhảy. Đó anh em thấy không? Đấy. Thì đây là chúng ta để ở nấc thang là 250V. À, thì là chúng ta để theo là 250V ở đây. Thì đồng chúng ta sẽ nhìn đồng thời và chọn lúc khi kim nhảy cao nhất thì đấy, để em xem con này. Đó. Đó là trên 75 80 Chị anh em đó tám à, 80 Đấy, Chúng ta cứ để như thế này Thì tại vì sao các chúng ta lại thấy cái kim nó nhảy thế này Tại vì tùy thôi đừng đoạn nhạc anh em nhé Đoạn nhạc nào lúc nào nó lên mạnh Thì kim nó sẽ lên cao Đấy là điện áp nó sẽ ra cao Đấy, Chúng ta nôm na là như vậy thôi Và chúng ta cứ nhìn cái kim này lúc khi lên cao nhất là bao nhiêu Chúng ta sẽ chọn nó vào như vậy Được chưa anh em Đó nó tùy theo từng đoạn nhạc mà Đấy nó lên tầm Đây đây là cao nhất Thì nó rơi vào tầm là 75 80 85 85 được chưa anh em? Ta sẽ chọn là ở 85V được chưa anh em? 85V được chưa các bác? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái phép tính đơn giản bằng một ứng dụng thôi. Còn nếu bác nào mà học vật lý giỏi chúng ta cũng có thể tính bằng ấy luôn. Đấy, theo công thức mà được chưa anh em? Thì chúng ta có thể vào phần mềm đó là calculator.net được chưa anh em? Chúng ta vào thì nếu mà như khi nào em đo được thì nó sẽ rơi vào tầm là 85 thì em sẽ theo làm tí cái mục đẩy nữa để cho anh em uh, hiểu hơn nhé. Ví dụ 85 này. Đó, À có nhiều anh em hỏi là nếu đo như này thì lỡ may nó ở 4 ôm hay 8 ôm thì sao Thì hầu như anh em sẽ biết được rằng là khi chúng ta đưa một dây ra như thế này Thì mặc định của cục đẩy nó sẽ nằm ở 8 ôm Được chưa anh em? Đó, này chúng ta yên tâm nhé Đấy, không phải lo nó xuống 4 ôm, ở 8 nó 4 ôm nhé Và đo được là 85 v đúng không anh em? Đây, v Và chúng ta sẽ để R ở đây Đó, R này Là, là số ôm anh em em viết tắt số ôm này Và 85 v này Đấy, và phép tính này Chúng ta sẽ để như thế này Đấy thì chúng ta sẽ được là power công suất của nó sẽ là 900W. Đó, có nghĩa là cao nhất anh em nha, cao nhất thì là 900W. Nhưng cái ngưỡng chúng ta lựa chọn đây là nó sẽ nôm na khoảng tầm là 800, để cho anh em tầm 800 850. Đó là tầm 800W trên một cục đẩy như thế này. Thì anh em thấy được đây là cục đẩy này nó sẽ có hai phần bù áp này, quét công suất cao này. Đó, nên là Thường thường khi nãy nó nhảy nhiều nhất thì có thể là 80 Được anh em? 80 Thì chúng ta sẽ đo được công suất thực tế của cục đẩy này Nó rơi dao động khoảng tầm là 800W Đó là công suất chuẩn anh em nhé Đó, đó là công suất chuẩn Chứ còn bây giờ anh em đi mua rất nhiều cục đẩy Nhưng mà chúng ta nhìn nội thất, nhìn rất nhiều thứ nhưng mà đổi lại là một đẩy chả có gì cả mà người ta cứ quảng cáo là một nghìn gót thì không không bao giờ có kể cả người ta quảng cáo một kỳ gót hai nghìn gót nhưng mà nó không ra được công suất như vậy được chưa anh em thì gần như thì một đôi loa 30, 40 nó cũng không thể chơi được như 800 như thế này chúng ta có thể là chơi full đôi côn 76 vô 4 được chưa mọi người thì bây giờ tiếp tục sẽ đo thêm cho anh em một con đẩy công suất nó nhỏ hơn thì xem nó sẽ như thế nào được chưa mọi người đó nên là anh em lưu ý là khi chúng ta đo cái này thì tránh trường hợp là chúng ta để chập hai bên nhá chập vào như thế này đó Chúng ta mà chập tay vào động tay vào đây á thì nó cũng tương đồng là như cái chúng ta đang phải chịu là cái điện uh, giống như điện ở xoay chiều mình ấy, điện lưới mình ấy. Nhưng mà uh, giống như chúng ta đang chịu điện 80 V đấy. Đấy nên anh em tránh để xa xa một chút nhá. Có cái để như này, có cuốn cái kỳ để đây đồng hồ thì chúng ta cứ để trên đây cũng được. Đó, cứ để tránh tránh ra. Thì bây giờ tiếp tục em sẽ đo tiếp cho anh em. Đó, nếu bác nào họ hiểu nguyên lý rồi thì nói chung là cái này cũng là vật lý thôi anh em. Thì cách tính ở đây là cách tính uh, lấy uh, uh, lấy uh, uh, nguồn ra để cho em. nguồn điện xoay chiều ra từ đít cục đẩy nhé. Đó không phải từ đít nào anh em nhé. Từ đít cục đẩy và chúng ta chia cho số ôm thôi là chúng ta sẽ ra được công suất uh, thực tế của nó. Đấy để cho mọi người. Thì bây giờ em sẽ test tiếp cho anh em trên cục đẩy tiếp theo. À, công suất bé hơn. Đấy. Tiếp theo là đây là em sẽ dùng tiếp một cục đẩy đó là CF uh, FB 6004 à, Đôi khi có những cục đẩy chúng ta nhìn mã đây chúng ta chỉ đoán là công suất thôi. Nhưng mà uh, có nhiều dòng chúng ta mua ấy là hàng nhái hoặc là hàng lắp ráp ấy, thì hoặc là hàng hàng lung tung á, thì người ta ghi bao nhiêu đây, bao nhiêu đây chúng ta không phải quan tâm nhiều quá được chưa anh em? Thì tiếp theo đây đó là một con uh, CF 6004 anh em nhé. Đó, thì nhạc chúng ta vẫn cứ để một đây tín hiệu vào thì chúng ta cứ để tầm uh, lên uh, clip như này anh em nhé, đó là cực đại của nó nhé đó còn không nếu như anh em nào cứ để clip như này để cho anh em đó là là ra công suất cực đại Của một cục đẩy nhé để cho mọi người thì tiếp theo đây là chúng ta sẽ vẫn như vậy à, vẫn chúng ta vẫn để một tín hiệu vào và như là đầu dây chúng ta cắm sẵn và vẫn để đó là hai trăm năm hai trăm năm mươi v để cho anh em đó điện xoay chiều các bác nhé thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là vặn cục đẩy lên đó vặn cục đẩy lên đó thì tất nhiên là con này anh em đã thấy này cũng một dòng nhạc anh em nhé như con này này đó nó chỉ nhảy tầm tầm như thế này Được anh em và chúng ta sẽ chọn cao nhất em gọi là 50 55 60 65 Đấy. đó lên tầm 65 đó anh em thấy không lên tầm 65V là cao nhất của nó đấy kể các bạn hết cỡ luôn nó lên tầm 65 v là cao cao nhất uh, của con công suất này ra anh em nhé có nghĩa là dòng điện xoay chiều của nó ra là tầm được 65 v được chưa mọi người thì chúng ta vẫn theo phép tính đó là chúng ta sẽ dùng một cái phần mềm này tại vì phần mềm bây giờ thì chúng ta tính nó nhanh thì chúng ta cứ gọi đây là 65V. Đó, 65 vẫn 8 ohm anh em nhé Và tính ra thì nó dao động khoảng tầm 5 uh, 550W trên một kênh. Đó, 550W trên một kênh anh em nhé Thì 550W trên một kênh này thì chúng ta biết được là ở 8 ohm thì chúng ta sẽ lựa chọn những cặp loa gì? Là một cặp loa full 30 hoặc là một uh, hoặc là hai cặp full 25. Đó, được chưa anh em? Đó, còn cục đẩy ở đây chúng ta phải tính được là 800W chúng ta sẽ chơi được full đôi 40 đấy. Đó, nên là nhiều lúc anh em mua những cục đẩy mà cứ báo là 1.000W, hai 000 w Nhưng mà thực tế chúng ta đo ấy, Chúng ta cứ đo như thế này cho những kỳ xem nó có ra được như vậy hay không nhé Ok mọi người và những anh em nào thấy clip tất nhiên là Về vấn đề đo này nó cũng chỉ là một thuyết tương đối Nó vẫn có độ xê dịch 50, 50 tới 100 vẫn vô tư Đấy, chứ còn đôi khi anh em mua cục đấy mà nghe cửa hàng người ta giới thiệu đôi khi ta, chúng ta lệch những 3 400 W cơ, 2 300 W thôi Đó, ví dụ đang có 600 W, 600 W mà, bây giờ người ta quảng cáo cho anh em là 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 là, là 800 W. Đấy, nhưng mà từ 600 800 nó khác hẳn nhá. Đó, 800 nó phải chơi được những loa gì loa gì Đấy, nên là chúng ta nên lựa chọn làm sao để uh, nó thực tế nhất để cho mọi người Và anh em nào thấy video này hay thì cho anh Kỳ xin nút like và nút chia sẻ anh em nhé Cảm ơn các bác rất là nhiều Và tất nhiên là đây là cũng là một video để cho anh em có thể là đo thuyết tương đối Để chúng ta có thể là xem qua để anh em và chúng ta có thể áp dụng để cho mọi người Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều Xin chào hẹn gặp lại các bác ạ Xin chào mọi người nhé Anh em cho anh Kỳ nút like các bác nhé Xin chào các bác